Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Xong rồi. Ok, xong. Phải không? Bụng quá. Em cũng đói bụng. Sáng giờ chị chưa có ăn luôn á. Phải không? Chưa sáng không hả? Chưa. Em cũng vậy nè. Sáng chưa có gì bỏ bụng luôn. Dạ, chị tao không có cái gì nữa. Đi ăn. Không ăn gì? Ăn gì? Ăn gì hôm nay? Ăn thịt thôi. Chị nắm tưởng vậy. Phải ăn gì? Giờ mà chẳng trong tài chính nữa, biết mua gì chẳng. Hai đứa cũng tào lao lắm, xách xe ra cho đã. Rồi thấy trời nắng quá cái làm biếng, xách xe chạy vô. Mà nắng thiệt các bạn ơi, không biết chỗ mấy bạn sao nha. Nhưng mà Trà Vinh mình mấy bữa nay á, buổi trưa là nắng muốn cháy da cháy thịt luôn. Nên là bà chị mình ba không chịu ra ngoài rồi. Nhưng mà không ra ngoài thì mình ở nhà mình cũng đặt đồ ăn được mà đúng không? Chúng ta chỉ việc vào trung tâm ứng dụng tại Upview về. Đây là ứng dụng đa dịch vụ đã đi qua 8 tỉnh thành và vừa có mặt tại Trà Vinh vào ngày 26 tháng 2. Rồi, để ra. Cảm ơn em. Trời ơi, mình không nghĩ là các bạn shipper làm việc nhanh như vậy luôn á. Mười điểm cho cái sự nhanh nhạy và dễ thương này. Mình đem cơm vô, chị mình còn bất ngờ luôn á mọi người. Không nghĩ là nó nhanh như vậy luôn á. Hiện tại View đang có hai mẫu khuyến mãi dành riêng cho mọi người. Đó là làm quen 12K, giảm 12K cho đơn hàng 40K. Và chào Trà Vinh, giảm 12K cho đơn 20K. Còn bây giờ mời mọi người dùng cơm trưa với hai chị em mình nha.